Các em thân mến, khi mà tìm hiểu về nhà văn Nam Cao thì chúng ta cũng đã biết rất là nhiều những cái quan điểm nghệ thuật của ông. Một trong những quan điểm đó là: chao ôi, nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối, mà nghệ thuật chỉ có thể là những tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than, và nhà văn không được trốn tránh sự thật mà phải đứng trong lao khổ, mở hồn ra đón lấy những văn động của đời. Quan điểm của nhà văn Nam Cao đã cho chúng ta những cảm nhận sâu sắc về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. Và khi học tác phẩm Vũ Như Tô của nhà viết kịch Nguyễn Huy Tưởng thì chúng ta cũng cảm thấy rất rõ điều này. Nếu nghệ thuật không gắn liền với đời sống thì đó nó chỉ là những bông hoa hát mà thôi. Và quan điểm này cũng được thể hiện rất rõ trong tác phẩm của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Một trong những tác phẩm thể hiện rõ cho quan điểm này đó chính là tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Và trong chương trình này, chúng ta sẽ tìm hiểu Chiếc Thuyền Ngoài Xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Ngoài tìm hiểu về một quan điểm sáng tác văn học, chúng ta còn hiểu được những điều trong cuộc sống của hôm nay. Đó chính là việc chúng ta nhìn nhận một con người và một vấn đề nó như thế nào. Trong bài học hôm nay thì cô cũng gửi đến cho các em hai phần trọng tâm. Phần trọng tâm thứ nhất là chúng ta tìm hiểu sơ lược về tác giả Nguyễn Minh Châu và tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Phần trọng tâm thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu vào nội dung và nghệ thuật của tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Bây giờ các em đi phần 1 ra mà tìm hiểu chung. Phần một nhỏ tác giả Nguyễn Minh Châu. Nguyễn Minh Châu sinh năm 1930 và mất năm 1989. Và quê ông ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Và từ dòng thứ ba, Nguyễn Minh Châu là một trong những cây bút tiên phong của văn học thời kỳ đổi mới. Là một trong những cây bút tiên phong. Của văn học thời kỳ đổi mới. Về phong cách viết truyện của ông thì mang đậm tính tự sự và triết lý.
Chúng ta sẽ lưu ý một vài tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Minh Châu. Thứ nhất là Dấu chân người lính. Tập truyện ngắn Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành. Tập truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa. Về tác giả Nguyễn Minh Châu thì nếu như mà trước năm 1975, trong kháng chiến chống Mỹ, Nguyễn Minh Châu viết mang đậm khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Không ai viết về vẻ đẹp trong hình hình tượng người lính như là Dì Tem Dấu Chân Người Lính. Thì sau 1975, đặc biệt là văn học thời kỳ đổi mới, thì Nguyễn Minh Châu, tác phẩm của ông mang đậm tính chất thế sự và đời tư, nghĩa là ông đi vào những cái hoàn cảnh nhỏ bé trong cuộc đời để khai thác những cái khao khát tiềm ẩn bên trong con người của họ, từ trong sâu thẳm trái tim của họ. Cho nên là trước năm 1975 thì phong cách viết truyện của Nguyễn Minh Châu nó gắn liền với đặc điểm là gì? Cái khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Thì sau năm 1975 thì nó lại thể hiện đặc điểm là thế sự và đời tư. Đây là sự khác nhau trong hồi bút của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Nhưng mà các em thấy rõ ràng là dù trước năm 1975 hay là sau năm 1975 thì tác phẩm của Nguyễn Minh Châu luôn mang đậm tính từ sự và triết lý. Và đặc điểm này thể hiện rất rõ trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa. Em sang phần 2 nhỏ. Là tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. Chúng ta sẽ tóm tắt sơ lược về tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa và cũng nêu một vài cái cảm nhận chung của mình về tác phẩm này. Chiếc thuyền ngoài xa kể về từ một tình huống nhận thức, đó là để có những cái bộ ảnh ưng ý cho bộ lịch về thuyền và biển ở tháng 7 năm sau, thì người nghệ sĩ Phùng đã đi về vùng biển ngày xưa, nơi mà anh đã từng tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ, và nhân chuyến đi thăm đậu một người bạn chiến đấu năm xưa, nay đang là chánh án tòa án huyện ở đây. Thì sau mấy ngày tìm kiếm, Phùng không chụp được bức ảnh nào ưng ý, và sau đó thì Phùng quyết định thu vào máy ảnh cảnh thuyền đánh cá thu lưới vào lúc bình minh. Hiện ra trước mắt Phùng là một bức tranh rất đẹp, đó là như một bức danh họa của một danh họa thời cổ. Một bức tranh mà em thấy là từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp. Một vẻ đẹp thật đơn giản và toàn bích. Khiến đứng trước nó, Phùng cảm thấy rất bối rối, trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào. Và Phùng nhớ đến một lời nói của ai đó, bản thân cái đẹp chính là đạo đức. Và Phùng đã thu vào máy ảnh của mình, con thuyền đánh cá thu lưới vào lúc bình minh. Đây là một bức tranh đẹp. Nhưng mà sau đó thì con thuyền từ từ đi vào chỗ Phùng đứng. Trên thuyền bước xuống những con người động lại như một nỗi ám ảnh. Đó là một người đàn bà hàng dài với thân hình thô kệch.
khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới, tái nhợt và dường như đang buồn ngủ. Và đằng sau người đàn bà đó là một người đàn ông ấm lưng rộng và cong như lưng một chiếc thuyền, lão đi chân chữ bát. Và sau đó là dì em họ đi ngang qua chỗ Phùng đứng, đến chỗ bãi xe tăng hỏng. Và dường như mọi chuyện cần nói với nhau họ đã nói hết, người đàn ông bỗng chốc trút cơn giận như lửa cháy bằng cách dùng chiếc thắt lưng quật tới hất vào lưng người đàn bà. Vừa đánh lão vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến ken két, cứ mỗi nhát quất xuống, lão lại nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ và đau đớn: "Mày chết đi cho nhờ, chúng mày chết hết đi cho nhờ." Rồi sau đó thì Sa Kem Phùng định lao ra thì có một bóng một đứa con nít lao trước mặt anh, thằng bé Phát, cái đứa bé mà anh lại gặp đêm qua, và nó đã lao vào lão đàn ông giành lấy đắt chiếc thắt lưng và quật cái khóa sắt đầu ngực của lão đàn ông. Lão đàn ông giang thẳng cánh cho thằng bé hai cái tát, chúi dũi, và sau đó thì lão lặng lặng bỏ về thuyền. Câu chuyện làm Phùng hết sức ngạc nhiên, và càng ngạc nhiên hơn là gì Cam, khi mà người đàn bà này được mời đến tòa án huyện. Lần thứ hai, Phùng nhìn thấy người đàn bà bị đánh, Phùng lao ra bảo vệ, thì lão đàn ông đã đánh Phùng, bị thương, và sau đó thì Phùng phải ở lại. Người đàn bà này được mời đến tòa án huyện để giải quyết việc ly hôn. Thì khi Đậu nói là gì đây? Tôi chưa nói chuyện với hắn, nhưng tôi cũng nói với chị, chị không thể nào sống với lão chồng vũ phu như vậy. Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, cả nước này không có lấy ai vũ phu như hắn. Thì người đàn bà này đã chắp tay vái li lìa và nói: "Con lạy quý tòa, con lạy quý tòa, quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó." Điều này làm cho Phùng và Đậu hết sức ngạc nhiên, vì sao lại như vậy? Nhưng mà khi tìm hiểu ra thì Phùng mới hiểu rằng có những cái lý nó tồn tại bên trong những cái nghịch lý. Mà nếu mình nhìn bằng mắt thường, mình nhìn từ xa hay là mình nhìn một chiều phiến diện, thì mình sẽ không bao giờ hiểu hết những cái lý đó. Và một cái lý lẽ sâu thẳm trong trái tim người đàn bà này, đó là gì? Đó là tình thương con. Chúng ta có thể tìm hiểu rõ về điều này khi đọc tác phẩm, em ha. Và sau đó là gì em? Phùng đã đi ra bờ Pháp một lần nữa. Phùng thấy gió gào đốn suốt đêm, bão đến, nhưng mà trên bên giữa phá vẫn gì em? Vẫn có một con thuyền chống chọi. Và sau đó thì Phùng đã về lại thành phố. Và những tấm ảnh Phùng mang về, trưởng phòng rất là ưng ý. Và một tấm đã chọn là gì em? Để in vào từ lịch tháng 7 năm sau. Và sau đó nhiều năm, tấm ảnh này vẫn được treo trong các gia đình sàn nghệ thuật. Đây là một bức ảnh đen trắng, nhưng mà không hiểu sao khi nhìn kỹ thì Phùng lại thấy màu hồng hồng của ánh sương mai do ánh nắng mặt trời chiếu vào. Và nhìn kỹ hơn nữa thì Phùng thấy trong bức tranh đó ra một người đàn bà với tấm lưng áo bạc vết và rách rưới, nửa thân dưới nước sũng, chỉ bước từng bước chậm chạp hòa lẫn trong đám đông. Em thấy là qua một cái tình huống nhận thức như vậy thì nhà văn Nguyễn Minh Châu muốn khẳng định điều gì, muốn gửi gắm cho chúng ta thông điệp gì? Đó là gì em? Đó là cách nhìn nhận về cuộc đời, về con người. Đó là mối quan hệ giữa gì đây? Giữa cuộc đời và nghệ thuật. Nếu chỉ nhìn bằng cái nhìn một chiều phiến diện thì chúng ta sẽ không thể nào nhìn thấy được cái sần sùi bên trong một bức tranh đẹp và cái đẹp bên trong một hình hài sần sùi và thô kệch. Đó là cách mà chúng ta nhìn nhận về cuộc đời, về con người, không thể một chiều phiến diện. Và để tìm hiểu kỹ hơn về những ý nghĩa đó thì chúng ta sẽ đi vào phần 2 La Mã, đọc hiểu căn bản.